Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim airdrop nhận được 1 triệu đồng token VKT. Một số thông tin về đồng token này. Số tổng cung phát hành là 50 triệu tỷ. Đã có 3.344 tài khoản holder. Đã phát sinh 10.480 lần giao dịch. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào link website claim airdrop.com nhé. Link truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video. Sau khi đã vào được website, các bạn làm theo hai bước hơi chậm trên website của mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc ngay ở đây. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc với chút wallet của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token này vào ví giúp mình. Mình đã thêm rồi, một cái khác mình đã thêm rồi. Bên sau không nhận được nữa. Đấy thôi, khỏi không thêm nữa. Thì sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn đây. Do là mình đã claim rồi. Thì các bạn quay trở lại website claim.com nhé. Truy cập vào bước 2, link dưới gọi đây. Để nhận token nhé. Rồi các bạn nhấn vào đây, nhận ngay Anadoc yêu cầu đây. Chúng ra là 0.000455 VLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình. Rồi sau khi nhấp xác nhận thì một lát sau nó sẽ bay về ví thôi nhé. Thì các bạn cố gắng thường xuyên theo dõi website của Anadoc.net để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất nhé. Chuyển về mạng Binance Smart Chain nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.